Thưa quý vị, trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 28 với chủ đề Xuân, quý vị đã thưởng thức nhiều tác phẩm trong phần 1 và phần 2 của chương trình. Những nhạc phẩm mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng nhìn chung đó là những nốt tươi vui và hy vọng về mùa xuân. Còn trong phần 3 với tên Những mùa xuân không thể nào quên, chúng tôi muốn nhắc lại về một mùa xuân cũ. Đó là mùa xuân với trận bom rải thảm kinh hoàng vào thủ đô Hà Nội vào tháng 12 năm 1972. Những ngày tháng của năm 1972 thì Phan Anh và những thế hệ trẻ chưa sinh ra, nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau và sự kinh hoàng của chiến tranh thông qua những tư liệu lịch sử, thông qua những lời chia sẻ của ông bà, cha mẹ. Và nhắc đến trận giải bom tại Phố Khâm Thiên năm 1972 thì trong gia đình Phan Anh có một nhân chứng sống, đó chính là mẹ của mình. Vào cái thời điểm đó, đêm đó, mẹ của Phan Anh cũng có mặt tại Phố Khâm Thiên và đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Và sau này, mỗi lần kể về kỷ niệm những ký ức kinh hoàng đó, giọng của bà luôn luôn rất là bồi hồi, rất là xúc động. Và khi mà bà nói về sự chết chóc, sự hoang tàn đổ nát ở xung quanh, không bao giờ có thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Và ngày hôm nay chúng tôi vô cùng xin lỗi nếu những ký ức này gợi lại những nỗi buồn trong lòng quý vị. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần nhìn lại lịch sử, cần nhìn lại quá khứ để chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta biết đối diện với nó thì chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và chúng ta sẽ thấy được điều kỳ diệu, đó là dù thế nào đi chăng nữa thì sự sống vẫn tiếp diễn. Và chúng ta thấy được thêm rằng những điều kỳ diệu mà thế hệ cha anh đã làm được, đã xây dựng đất nước từ đống đổ nát hoang tàn là như thế nào. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những khoảnh khắc của một mùa xuân không thể nào quên. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tôi thì không thể nào quên được cái tháng 12 năm 1972. Tôi bây giờ là sống gấp 3 cái tuổi mà ngày tôi chứng kiến cái trận bom B-52 này. Thế nhưng mà 2/3 còn lại là tôi không quên được. Người ta thường nhắc đến sự hy sinh anh hùng, nhưng mà ấn tượng của tôi mà không quên được, nó ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời, là một cái nỗi đau và xót xa. Bây giờ thì cái căn nhà của tôi là một trong 4 căn nhà bị tàn phá nặng nề nhất ấy, thì đã trở thành cái tượng đài rồi. Nhưng mà đã phủ rêu phong, nhưng mà mỗi lần mà trở về đó thì tôi vẫn cứ thấy là những vết thương trong mình nó vẫn cứ rằng rẽ. Và
sau này khi tôi vào Sài Gòn ấy, thì tôi nhớ Hà Nội rất nhiều, nhưng mà bao giờ thì cái nỗi đau nhất vẫn là nghĩ về cái tháng 12 năm 72. Lúc đó là cả khu phố Khâm Thiên, mà cái khu phố đó là có rất ít người khá giả, mà hầu hết là những người lao động thì lại bị bom giết chết, mà không thể đếm được cái số người chết ở đó. Ấn tượng của tôi kinh khủng nhất là khi mà chúng tôi chui ra khỏi hầm thì là cả một cái vùng mà từ phố Khâm Thiên, từ mặt bên kia, mặt trái của phố Khâm Thiên mà đến tận Đê La Thành thì nó chỉ còn là một cái bãi trống vắng, mà trước đấy là 2-3 năm tôi sống thì không bao giờ có thể từ nhà tôi, dù đứng trên các bạn, không bao giờ nhìn được qua tất cả những cái ngôi nhà ở phía xã Đàn. Thế nhưng mà lần này thì nhìn trắng hết là dọc đến bờ đê. Và cái ấn tượng khủng khiếp nhất là tôi trông thấy ở trên dây điện những cái bàn tay, những bàn chân nó cứ lủng liểng ở trên đó. Nhưng mà cái đó cũng chưa kinh khủng bằng một cái hình ảnh một cái bà cụ già gần 80 tuổi rồi, cụ ở ngay sát nhà tôi ấy, thì cụ có 26 người con và cháu thì mất hết, và chỉ mình cụ sống thôi. Thế và tôi mãi mãi tôi không bao giờ quên được cái hình ảnh đó, và tôi đã từng viết cả một cái giao hưởng về cái hình ảnh ấy, là cái cụ già cầm mỗi một hòn gạch vỡ thôi, và khi người ta khênh 26 người ra khỏi cái căn nhà bị bom ấy, thì 26 cái xác ra thì cụ chỉ đứng im thôi, mà tôi không thấy cụ khóc, không thấy xúc động, cụ đứng như là bức tượng ấy, và chỉ cầm trên tay mỗi viên gạch vỡ thôi. Tất cả những người mà con cháu thì là đã ra đi hết rồi, mà cụ chỉ còn lại một mình trong cái cuộc đời ấy. Và sau này thì tôi bị ám ảnh, đến ngày tôi vào Sài Gòn ấy, thì tôi gặp anh Phan Vũ, thì anh có đọc cho tôi nghe bài Em ơi Hà Nội phố, gồm có 30 đoạn khác nhau. Mà khi anh đọc là tôi khóc, bởi vì là cái bài thơ như là viết cho tôi. Thế và tôi có nói với anh Phan Vũ là: anh ạ, em linh cảm thấy là em sẽ có một bài hát hay về cái bài thơ này của anh. Mà tôi chỉ chọn ra có một đoạn thôi, 4 câu thôi, nhưng mà nó là điển hình nhất. Thế thì sau đó thì anh ấy hỏi tôi là: thế bây giờ thì nhạc như thế nào em? Mà không, đấy là em linh cảm thôi, chứ là bây giờ làm gì có nốt nào. Ít nhất là phải 2-3 ngày nữa thì em bình tĩnh lại thì em có thể viết được. Và đến 3 ngày sau khi tôi viết xong ấy, tôi có mời anh đến nhà và nghe tôi tự hát và đánh đàn piano. Thì anh có nói một câu là: Quang ạ, anh phải cảm ơn em rất nhiều vì em làm cho lung linh cái bài thơ của anh, mà nó linh thiêng cái bài thơ lên. Tất cả mọi cái anh cảm ơn, mà không, em chỉ viết bằng cái tâm trạng thật của em thôi. Bởi vì người cuộc chiến tranh đó có nhiều điều đã được ca ngợi rồi. Thế nhưng mà với tôi thì cái ấn tượng nặng nề nhất nó vẫn là sự xót xa và đau đớn thôi. Thế mà bây giờ thì tôi xin mời ca sĩ Hà Anh Tuấn và hát cùng với tôi cái bài Em ơi Hà Nội phố. Mà tôi thì không phải là hát cùng, tôi chỉ hát một câu mồi cho anh hát thôi. Và tôi không phải là ca sĩ. Vai me.
Ta còn em cây bàn mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trắng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói xô nghiêng nào nào khi điều chiều hồ tây lao sao hoài con sông. Chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Mảnh trắng mồ côi mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tang lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều chợt nhòa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa.
Và kính thưa quý vị, nhạc sĩ Phú Quang.